Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên cho cả nhà một cặp dân hoa đỏ tim trắng nè. Hàng rất là đẹp nha cả nhà. Dân hoa đỏ tim trắng. Một cặp riêng. Trại mình thì ở gần phà Cao Lãnh Lấp Vòm Tháp nha. Nếu mà anh em nào ở gần thì lại xem trực tiếp nha. Còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Zalo mình là 0368 213 731. Cả nhà ai có nhu cầu thì các bạn Zalo đặng mình tư vấn nha. Cặp này chim con luôn lên nha cả nhà, rất là dạng luôn. Tại vì do là cái điện thoại mình để kế bên mình quay đó, như bắt nó ra cái lồng nè, cho nên là nó hơi sợ nha. Cái chim con lên rất là dạng nha. Cả nhà ai có nhu cầu thì các bạn Zalo đặng mình tư vấn nha. Thì mình ship được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh này kia. Nói chung là mấy chỗ nào mà có xe tới lui đó là mình gửi được nha. Mấy cái chỗ kia là mình có gửi rồi cho nên mình biết nha. Trại mình thì ở gần phà Cao Lãnh Lấp Vòm Tháp nha. Nếu mà anh em nào ở gần thì lại xem trực tiếp nha. Còn ở xa thì mình có gửi trên xe luôn. Cặp này thì thích hợp cho anh em về nuôi sinh sản hoặc là nuôi kiển gì đều ok hết nha. Chim rất là đẹp luôn nè. Biết ăn cứng, sắp chỗ cườm nha cả nhà. Chim rất là đẹp luôn. Cả nhà ai có nhu cầu thì các bạn Zalo đặng mình tư vấn nha. Bên mình thì có đầy đủ các dòng là cua cườm Việt, Thái, Malaysia, cua Pháp. Anh em mua về nuôi kiển, tập mồi hoặc là nuôi sinh sản gì đó, nói chung là tùy cái nhu cầu thôi. Ai thích cái dòng nào thì tìm cái dòng đó. Cặp này do là cái dân hoa của nó cũng vừa vừa thôi, không có đẹp 100%, cho nên là giá rất là mềm luôn. Chim to con nha cả nhà. To con dân hoa đều. Quan trọng là cái giá rất là mềm. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chào cả nhà nha. Ai có nhu cầu thì các bạn Zalo đặng mình tư vấn nha.